Những chiến binh thực thụ cuối cùng của nước Pháp đã chết cùng với Napoleon. Đó là một câu nói mỉa mai thường được người đời sau sử dụng để chê bai năng lực quân sự của Pháp sau thời kỳ trị vì huy hoàng của Hoàng đế Napoleon, người được mệnh danh là vị tướng vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, không phải tự nhiên mà người ta nói như vậy, nhất là khi họ đã chứng kiến những lần người Pháp thất bại trong chiến tranh Pháp Phổ, và thảm nhất là trận thua bạc nhược ngay trên sân nhà của họ trước Đức Quốc xã vào năm 1940. Vậy đâu là lý do mà một cường quốc quân sự vào thời điểm đó như Pháp lại thất thủ một cách dễ dàng như vậy? Tất cả sẽ được kiến thức quân sự hé lộ trong video ngày hôm nay. Trong binh pháp Tôn Tử có viết: biết địch biết ta, trăm trận không nguy. Thế nhưng dường như các chỉ huy quân Pháp không biết đến câu này và đã thất bại hoàn toàn trong các hoạt động tình báo ngay từ trước khi Đức Quốc xã tiến hành xâm lược. Đây chính là một trong những nguyên nhân lớn đầu tiên giúp cho quân Đức có thể giành chiến thắng chỉ sau 6 tuần giao tranh. Ban đầu, người Pháp dự đoán rằng quân đội Đức sẽ tấn công họ từ hướng Đông Bắc qua nước Bỉ. Và điều này đã được xác nhận là tin chuẩn nhờ vào những tài liệu mà phe đồng minh thu giữ được sau sự cố Mechelen. Đây là một sự kiện diễn ra vào ngày 10 tháng 1 năm 1940. Theo đó, một chiếc máy bay của Đức do lạc đường đã vô tình hạ cánh xuống lãnh thổ Bỉ. Trên chiếc máy bay này là thiếu tá Helmut Rehberger, người đang cầm theo bản kế hoạch tấn công các quốc gia ở vùng đất thấp và phía bắc nước Pháp của quân đội Đức Quốc xã, hay còn được biết đến là kế hoạch Mainstein. Nhờ đó, những tư liệu này đã rơi vào tay quân đồng minh và khiến cho người Pháp càng thêm phần chắc như đinh đóng cột về dự tính của mình. Tuy nhiên, người Đức với những bộ não đầy sạn của mình đã tương kế tựu kế, thay đổi kế hoạch ban đầu. Họ lùi thời điểm tấn công từ tháng 1 sang ngày 10 tháng 5, đồng thời lựa chọn hướng tấn công chính là xuyên qua khu vực rừng núi hiểm trở của tỉnh Ardennes, cũng là nơi mà quân Pháp ít tập trung phòng thủ nhất. Trong khi đó, tình báo Pháp không những không thường xuyên xem xét lại những động thái của đối phương sau khi để mất tài liệu quân sự quan trọng, mà quân Pháp còn tỏ ra khá chủ quan và bỏ qua những hành động cho thấy âm mưu của người Đức. Sau sự cố Mechelen, nhiều máy bay trinh sát của không quân Đức Quốc xã Luftwaffe được ghi nhận là đã lởn vởn trên bầu trời vùng Ardennes. Một trong số đó đã bị quân Pháp bắn hạ và bắt sống được phi công. Anh này trong trại giam đã thú nhận rằng nhiệm vụ của mình là do thám khu vực xung quanh thị trấn Sedan thuộc Ardennes. Bên cạnh đó, một lượng lớn bất thường khách du lịch người Đức được thấy là đã di chuyển đến Luxembourg. Ngoài ra, tình báo Pháp còn biết được rằng đặc vụ giỏi nhất của tình báo quân đội Đức Quốc xã đã được giao nhiệm vụ tiến hành trinh sát khu vực từ Sedan đến Amiens, nơi sẽ trở thành hướng tấn công chính của quân Đức. Cùng với đó, việc thành công đánh chặn các thông điệp mã hóa từ máy Enigma của người Đức cũng đã xác nhận nguy cơ cao về một cuộc tấn công qua Ardennes. Thế nhưng, bất chấp tất cả những điều này, các sĩ quan tình báo Pháp dường như không thực sự để tâm và phân tích các tin tức tình báo thu thập được. Họ đã không xem xét cẩn thận những dữ kiện đó trong hoàn cảnh khách quan cụ thể hay trong mối tương quan với thông tin khác, và do vậy mà không có cái nhìn toàn cảnh cũng như có thể đánh giá chính xác tình hình. Trong cuốn sách Chiến thắng kỳ lạ của mình, nhà sử học người Mỹ Ernest May đã đưa ra nhận định rằng tình báo Pháp không bao giờ giải quyết các câu hỏi kiểu tại sao người Đức lại làm thế này, hay điều gì đang thực sự xảy ra ở bên kia biên giới. Thay vào đó, họ phó mặc vấn đề cho những người có thẩm quyền ra các quyết định chiến lược và kỳ vọng những người này sẽ tự có kết luận của riêng mình mà không cần sự tham vấn của các đặc vụ. Điều đang nói ở đây là tình báo Pháp thực sự đã dự đoán được quân Đức sẽ tấn công qua Ardennes. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của họ, khả năng nó xảy ra cũng chỉ thấp ngang với một cuộc tiến công qua phòng tuyến Maginot, được mệnh danh là vạn lý trường thành của nước Pháp, hoặc một Thụy Sĩ vốn đã tuyên bố trung lập. Có thể nhận thấy rằng thông tin mà các đặc vụ Pháp thu được không phải là ít, thậm chí có thể nói là rất nhiều và có giá trị, nhưng không ai trong số họ nhận ra được những cái red flag to đùng đang ẩn hiện trong đó. Một vấn đề nổi cộm khác của lực lượng tình báo Pháp là các sĩ quan đều được đào tạo theo một cách quá cứng nhắc và khuôn mẫu. Điều này khiến họ khó mà đưa ra những ý kiến và phân tích đa chiều, đồng thời tước đi cơ hội để các cố vấn dân sự cung cấp thông tin về những lĩnh vực ảnh hưởng đến chiến lược như là chính trị, ngoại giao và kinh tế.
Tệ hơn thế nữa là căn bệnh quan liêu giai đoạn cuối đã di căn nặng nề đến từng ngõ ngách trong bộ máy của các cơ quan tình báo Pháp, đã ngăn cản hoạt động luân chuyển những tin tức quý giá, vốn có thể giúp các chỉ huy quân đội đưa ra những sách lược phù hợp. Bên cạnh đó, cơ cấu hệ thống của các cơ quan tình báo Pháp đã không được sắp xếp tối ưu để đảm bảo nguồn thông tin thông suốt và được cung cấp đầy đủ, kịp thời đến các cấp lãnh đạo có thẩm quyền. Người Pháp không có một ủy ban thống nhất với nhiệm vụ giám sát tất cả các cơ quan tình báo khác giống như ở Vương quốc Anh. Thay vào đó, mỗi đơn vị tình báo của Pháp lại thuộc thẩm quyền của các bộ ban ngành khác nhau như là Bộ Ngoại giao, Bộ Chiến tranh, Hải quân và Không quân, mà không có một thực thể nào chịu trách nhiệm bao trùm điều phối các hoạt động của chúng ngoài chính phủ. Do đó, mối liên hệ trực tiếp giữa những lãnh đạo chủ chốt và các sĩ quan tình báo là vô cùng yếu ớt và mờ nhạt. Ví dụ, một người đứng đầu các cơ quan tình báo là đại tá Louis Rivet chỉ họp và báo cáo với Bộ trưởng Chiến tranh Edouard Daladier vỏn vẹn 5 lần trong 3 năm. Những sai lầm trong các hoạt động thám báo này đã khiến cho các lực lượng Pháp không có sự chuẩn bị tốt nhất để đối đầu với cuộc tấn công như vũ bão của cụm tập đoàn A, Wehrmacht. Và như một lẽ tất yếu, kết cục duy nhất đang chờ đợi họ chính là thất trận. Cùng với những thất bại trên mặt trận tình báo, thì những yếu kém về chiến thuật và năng lực tác chiến của quân đội Pháp là những nguyên nhân lớn tiếp theo để giải thích cho việc tại sao người Đức có thể dễ dàng tiến quân và diễu binh tại Khải Hoàn Môn ở Paris đến như thế. Do tổn thất quá nặng nề trong cuộc đệ nhất thế chiến, lên đến 40% nam giới tại ngũ, nên từ sau đó quân đội Pháp đã bác bỏ hoàn toàn các ý tưởng về các cuộc tấn công ngẫu hứng không có sự chuẩn bị trước. Họ cho rằng xung kích vội vã vào một vị trí phòng thủ vững vàng của quân địch sẽ có tỷ lệ thất bại cao, và cách duy nhất để chiến thắng trong trường hợp đó là nỗ lực huy động sức mạnh áp đảo với bộ binh gấp 3 lần, pháo gấp 6 lần và đạn dược gấp 15 lần. Sự phức tạp của một hoạt động quân sự quy mô khổng lồ như vậy sẽ làm giảm đáng kể khả năng cơ động và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. Do vậy, trận đánh phải được tiến hành theo một học thuyết mới được đề ra gọi là chiến tranh quy củ. Theo cựu sĩ quan quân đội Mỹ và nhà sử học quân sự Robert Doughty, một trận chiến lý tưởng theo học thuyết của người Pháp phải là một trận chiến được kiểm soát chặt chẽ, trong đó tất cả các đơn vị và vũ khí được sắp xếp cẩn thận và sau đó mới được triển khai chiến đấu. Người Pháp muốn có một trận chiến diễn ra theo từng bước đã được định sẵn. Mọi hành động của các đơn vị trong từng giai đoạn của trận đánh phải tuân thủ tuyệt đối theo mệnh lệnh và thời gian biểu được soạn sẵn. Họ thích một quá trình phức tạp, tốn thời gian, được chuẩn bị kỹ càng hơn là diễn ra một cách ngẫu hứng. Công bằng mà nói, những yếu tố nòng cốt như là lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận đánh, tiến hành trận chiến một cách có kỷ luật và trật tự trong học thuyết chiến tranh quy củ của người Pháp không hề sai lầm. Cái sai ở đây là cách họ áp dụng nó quá cứng nhắc, quá máy móc, quá cực đoan mà thiếu đi sự ứng biến linh hoạt và gây ra những điều bất hợp lý khó có thể chấp nhận trên chiến trường. Theo đó, hướng và tầm di chuyển của các đơn vị bộ binh lại bị hạn chế bởi tầm bắn của chính pháo binh quân mình. Trong khi đó, pháo binh chỉ đóng vai trò như một chiếc ô bảo vệ bộ binh mà không thể bắn yểm trợ hay mở đường. Các cuộc phản công thì lại chủ yếu dựa vào hỏa lực hơn là tính cơ động. Tất cả những sự bất hợp lý này trộn lẫn vào với nhau tạo thành một thứ hỗn hợp nghịch lý tệ hại. Đó là việc thay vì phối kết hợp để tăng cường sức mạnh cho bản thân, cho đồng đội và cho toàn quân, thì các đơn vị quân Pháp lại tự kiềm hãm nhau, dẫn đến gây suy yếu năng lực tác chiến của cả quân đội. Ngoài ra, một sản phẩm phụ khác của học thuyết chiến tranh quy củ là tốc độ của trận đánh vô cùng chậm chạp. Do phải diễn ra theo những yêu cầu và hướng dẫn cụ thể, nghiêm ngặt, nên thủ tục tiến hành một trận chiến của người Pháp là hết sức nặng nề, nặng tính hình thức và tốn thời gian. Hay như cách mà cựu đại tá quân đội Đức và nhà sử học quân sự Karl-Heinz Fischer gọi là bệnh quan liêu của chiến trường. Trong cuốn sách huyền thoại về chiến tranh chớp nhoáng của mình, Fischer đã cho rằng hệ thống quân đội của người Pháp hoạt động dựa trên những mệnh lệnh dài dằng dặc tựa như vành đai bà Hà Nội, và điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ của công tác chiến đấu. Nó khiến cho quân Pháp khó có thể đối phó được với những kẻ địch cơ động, linh hoạt và tấn công chớp nhoáng. Ví dụ tiêu biểu chính là những kẻ đã đánh cho họ thất bại thảm hại, quân đội Đức Quốc xã. Một vấn đề khác gây ra sự yếu kém trong tác chiến của người Pháp đó là phương pháp sử dụng lực lượng thiết giáp của họ. Trong quân đội Pháp không hề tồn tại cái gọi là binh chủng tăng thiết giáp độc lập, mà thay vào đó là xe tăng chỉ được dùng vai trò là phương tiện hỗ trợ bộ binh hơn là một nguồn hỏa lực cơ động và mạnh mẽ. Kết quả là người Pháp sử dụng thiết giáp chủ yếu nhằm giúp bộ binh đạt được các mục tiêu chiến thuật của họ và về sau là tự do triển khai bất cứ khi nào thấy phù hợp.
Do đó nên xe tăng Pháp thường chỉ xuất hiện một cách lẻ tẻ và rải rác trên tiền tuyến. Chẳng hạn như trong trận Stone, quân Pháp đã chia tách sư đoàn thiết giáp số 3 thành các đơn vị nhỏ lẻ để tăng viện cho một số sư đoàn của quân đoàn 21, thay vì tập trung nó thành một mũi tấn công xuyên phá đầy uy lực. Cùng với đó, vì mỗi chỉ huy chiến trường lại muốn sử dụng xe tăng để phục vụ cho các mục đích chiến thuật nhỏ lẻ của đơn vị mình, nên xe tăng trong quân đội Pháp không thể được huy động ở quy mô lớn để tiến hành các hoạt động quân sự tầm cỡ chiến dịch. Hơn nữa, các sĩ quan và đơn vị thiết giáp của Pháp không được huấn luyện để tiến hành tác chiến độc lập với xe tăng, mà họ chỉ biết cách sử dụng chúng cho các hoạt động chiến thuật hỗ trợ bộ binh. Tất cả những yếu tố này đã dẫn đến việc người Pháp không thể tập hợp các lực lượng thiết giáp của mình đủ đông, mạnh và nhanh chóng để đối phó với những cuộc tấn công của quân Đức. Bên cạnh đó, năng lực chiến đấu kém cỏi của quân Pháp còn thể hiện ở liên kết rời rạc giữa các đơn vị và thất bại trong việc kết hợp một cách hiệu quả sức mạnh của bộ binh, thiết giáp và không quân để tiến hành các chiến dịch. Theo đó, xe tăng có xu hướng thiếu phối hợp với bộ binh, còn không quân thì hiếm khi có thể hỗ trợ trực tiếp các đơn vị mặt đất. Ví dụ về việc này có thể kể đến là trong trận đánh ngày 15 tháng 5 năm 1940 tại Flevien, sư đoàn thiết giáp số 1 của Pháp đã đơn thương độc mã đối mặt với cuộc tấn công hiệp đồng giữa bộ binh, thiết giáp, pháo binh và không quân Đức Quốc xã. Kết quả là trong tổng số 160 xe tăng Pháp tham chiến, có đến 65 chiếc, tức là khoảng 40% đã bị phá hủy hoặc bỏ lại, và chỉ còn 55% xe còn khả năng chiến đấu. Cũng trong thời gian này tại trận Stone, lực lượng thiết giáp Pháp dù phối hợp kém với bộ binh nhưng đã nhiều lần đẩy lui được quân Đức. Thế rồi không quân phát xít lúc vào phủ xuất trận vào cuộc chiến đảo chiều. Tuy nhiên bằng một cách vô cùng khó hiểu thì đại tá De Gaulle thậm chí đã không cố gắng kêu gọi không quân Pháp để yểm trợ cho cuộc tiến công của các đơn vị mặt đất của mình. Một rắc rối khác tồn tại trong quân đội Pháp là hệ thống thông tin liên lạc. Để đảm bảo an ninh thông tin, người Pháp đã hạn chế tối đa sử dụng điện đài và ưu tiên điện thoại, điện tín và liên lạc viên. Điều này góp phần không nhỏ trong việc giảm tốc độ luân chuyển thông tin, từ đó tăng thời gian cần thiết để quân Pháp phản ứng trước những tình huống cụ thể. Và thông thường, khi một mệnh lệnh quan trọng đến được nơi cần đến thì đã là quá muộn. Một điển hình về hậu quả của học thuyết thông tin liên lạc của người Pháp là vào trước nửa đêm ngày 12 tháng 5 năm 1940 ở mặt trận trung tâm trong trận chiến nước Pháp. Quân Pháp và Đức đã nổ súng trao đổi chiêu thức với nhau ngay ở phía sườn trái của quân đoàn số 11 của Pháp. Việc kết nối thông tin giữa các sở chỉ huy lúc ấy là rất khó khăn. Đường dây điện thoại bị cắt, vô tuyến điện không hoạt động, cũng như không có xe máy để gửi liên lạc viên. Kết quả là phải đến 5 giờ sáng, tướng Martin, chỉ huy quân đoàn số 11 mới nhận được thông tin và mất thêm 8 tiếng để bộ chỉ huy cấp cao quân Pháp được thông báo rằng quân Đức đã vượt qua sông Meuse. Bên cạnh thất bại trong hoạt động tình báo cũng như năng lực chiến đấu yếu kém, thì nguyên nhân lớn cuối cùng dẫn đến sự thảm bại của quân Pháp trong Thế chiến thứ hai là sự chỉ huy kém cỏi của các cấp lãnh đạo. Như đã nói cách đây vài phút, quân đội Pháp sở hữu một học thuyết được gọi là chiến tranh quy củ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. Tuy nhiên, một yêu cầu khác của lý thuyết này là hệ thống các cấp chỉ huy cũng phải được tổ chức theo nguyên tắc lãnh đạo tập trung và thống nhất. Vì lẽ đó nên người Pháp tin rằng thẩm quyền đưa ra quyết định chiến lược phải nằm ở các lãnh đạo cấp cao, những người mà theo họ là có khả năng bao quát lẫn điều phối các nguồn lực khác nhau trên mặt trận. Đồng thời người Pháp cũng cho rằng nếu những chỉ huy ở trung ương không thể đưa ra những mệnh lệnh điều binh khiển tướng hợp lý để đối phó với các cuộc tấn công của quân Đức thì binh lính Pháp sẽ rơi vào hiểm cảnh tựa như cá nằm trên thớp. Trong khi đó, với xu hướng biến động nhanh với tốc độ chóng mặt của diễn biến trên tiền tuyến thì chính các chỉ huy chiến trường mới là những người có vị trí tốt nhất để đánh giá xem kẻ thù đang làm gì, ở đâu, khi nào, bằng phương pháp gì. Từ đó có thể đưa ra những quyết định nhanh và hợp lý nhất về tình hình. Tuy nhiên, thực tế là họ thường có rất ít sự linh động và chủ động trong việc ban hành các quyết sách. Điều này đồng nghĩa với việc hệ thống quân sự của Pháp hầu như không thể phản ứng linh hoạt và kịp thời với các tình huống bất ngờ, cũng như khó có thể tận dụng được những ưu thế mà các đơn vị cấp thấp đã giành được. Không những vậy, những mầm mống cho hệ thống chỉ huy kém cỏi của quân Pháp đã được gieo trồng ngay ở các cơ sở đào tạo quân sự của họ. Ví dụ như trường Saint-Cyr của Pháp không hề cổ vũ sinh viên của mình tư duy một cách sáng tạo và độc lập. Thay vào đó, họ được khuyến khích triệt để tuân theo học thuyết có sẵn, không thắc mắc, không nghi ngờ, không làm bất kỳ điều gì mà không có những chỉ thị được ban hành chậm chạp từ cấp trên. Trên thực tế đây chính xác là điều mà quân Đức sẽ mong đợi, đó là đối mặt với một đội quân không có khả năng phản ứng kịp thời trước các cuộc tấn công của họ. Bên cạnh hệ thống chỉ huy cứng nhắc, quan liêu, thì như người xưa thường nói, binh thua chém tướng, ý nói mọi thất bại đều thuộc trách nhiệm của người đứng đầu. Và trong trường hợp của nước Pháp năm 1940,
thì là bốn con người đang xuất hiện trên màn hình của các bạn: Maurice Gamelin, Maxime Guégan, Paul Reynaud và Philippe Pétain. Trong đó, Gamelin là tổng tư lệnh của quân đội Pháp trong giai đoạn đầu, và sai lầm đầu tiên của ông ta là không sử dụng các thông tin tình báo có hiệu quả. Sau khi có trong tay bản kế hoạch tấn công của quân Đức sau sự cố Michelin được nhắc đến ở đầu video, Gamelin đã không thể hiện dù chỉ một chút nỗ lực nào để xem xét lại chiến lược của mình. Kế hoạch của ông ta cũng không được dựa trên các phân tích hay sự tham vấn của các đặc vụ. Điều này cũng dẫn đến sai lầm số 2 của Gamelin, đó là không duy trì một lực lượng dự bị đủ mạnh nhằm đối phó với những sự kiện bất ngờ, vốn là một nguyên tắc căn bản của phép dùng binh, và vô tình tiếp tay cho Wehrmacht tấn công bất ngờ vào Ardennes. Sau đó, khi quân Pháp đã rơi vào thế hạ phong, Gamelin dường như cũng không cố gắng hay tích cực hành động nhằm xoay chuyển tình thế, vừa thể hiện sự bạc nhược không xứng đáng làm tướng, vừa khiến tinh thần binh sĩ đi xuống. Nhân nói đến tinh thần chiến đấu, thì người tiếp theo trong hàng ngũ lãnh đạo nước Pháp xứng đáng bị hạch tội là Maxime Guégan, người được đưa lên thay Gamelin vào ngày 19 tháng 5. Nếu như lỗi của Gamelin là thiếu thận trọng và thiếu nghị lực, thì tội của Maxime Guégan là mang tư tưởng chủ bại. Trong tình thế cấp bách lúc ấy, người nước Pháp cần một nhà lãnh đạo quân sự sẽ gắng sức làm mọi thứ để cứu vãn tình hình. Điều mà trong tình huống cụ thể này là tiếp tục cuộc chiến tại một lãnh thổ khác như Bắc Phi chẳng hạn. Tuy nhiên, thay vào đó, định mệnh lại gửi cho họ một đơn vị chỉ huy bi quan, cố chấp, người cho rằng không có gì có thể làm nữa và dập tắt mọi ý tưởng về việc nỗ lực chiến đấu. Thậm chí ông ta còn tuyên bố đang có một cuộc nổi dậy của phe đối lập ở Paris và sẵn sàng ký hiệp định đình chiến với Đức Quốc xã để tập trung ổn định tình hình trong nước. Nếu như muốn quân đội có Gamelin và Guégan, thì về phía chính phủ, người Pháp cũng có bộ đôi Paul Reynaud và Philippe Pétain. Trong thời gian cầm quyền thủ tướng của mình, Reynaud dù có nỗ lực nhưng lại quá thiếu ý chí và thiếu quyết đoán để biến nỗ lực ấy thành kết quả. Đến khi Pétain lên thay thì mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn. Thật khó để hiểu được tại sao người anh hùng dân tộc của Pháp trong Thế chiến thứ nhất, người đã giành chiến thắng trong trận Verdun, này lại chịu khuất phục trước Hitler. Vào ngày 17 tháng 6, thống chế Pétain oai dũng một thời đã công khai tuyên bố rằng Pháp khó có thể cầm cự lâu hơn nữa và yêu cầu đình chiến. Kết quả của hành động này là khiến cho tinh thần của các đơn vị quân Pháp, những người đáng lẽ ra đang chống cự các cuộc tấn công của quân Đức một cách hết sức kiên cường và đoàn kết, thì này đã bị giảm sút nặng nề, cuối cùng thất bại đến như một lẽ tất yếu. Và như vậy, các bạn đã cùng Kiến thức quân sự dạo lại một vòng lịch sử để tìm hiểu xem nguyên nhân nào đã dẫn đến kết cục thảm bại của nước Pháp trong Thế chiến thứ hai. Theo mọi người, đâu mới là thành phần chủ chốt của công thức tự hủy này? Thất bại trong các hoạt động tình báo, năng lực tác chiến yếu kém và sự kém cỏi của hệ thống lãnh đạo. Hãy đừng ngần ngại để lại ý kiến của mình dưới phần comment để tham gia bàn luận cùng những khán giả khác. Còn bây giờ, thay mặt ekip, Việt Cường xin chào, hẹn gặp lại và chúc mọi người có một ngày tốt lành.